Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Hôm nay Bonsai Quý Khôi đã có mặt tại vườn Anh Thắng, thành viên của AMT Đan Phượng. Xin mời quý vị cùng đón xem. Vườn Anh Thắng có rất là nhiều phôi chất lượng. Xin mời quý vị cùng xem một phôi. Phôi trực được làm theo lối hội nhập. Rất già. Chi cành hóng quanh. Anh Thắng nuôi cây rất là tốt. Quý vị có thể nhìn vườn của anh Thắng rộng và rất đẹp. Một phôi quý. Chi cành cắt rất mỏng một rất là đẹp. Chân bệ đang ra rất mạnh mẽ. Đẹp quá. Chào cô ạ. Cô đã đi chợ về sớm rồi cô. Rất là đẹp. Okay, xin mời quý vị cùng xem tiếp một cốt trực nữa. Tất cả các họa tiết các chị. Xin mời quý vị cùng xem một cốt trực nữa. Những điểm cần có mầm đều đã đủ hết rồi. Anh Thắng anh ấy nuôi và cắt rất là đúng thời điểm. Có kết hợp giữa cắt giật và uốn định hình. Các điểm giật rất là đẹp. Đây là một mối ghép xuyên. Khi mà cắt mà mầm không ra đúng ý thì anh Thắng dùng kỹ thuật đã liên tiếp. Cây rất sạch sẽ, sáng, màu da đẹp. Tương lai sẽ là một cốt tác phẩm quý. Ok, xin mời cùng quý vị cùng xem tiếp. Phôi nào định hình và cắt rất là công phu. Cái co lắc rất là đẹp. Kỹ thuật cắt giật rất là tốt. Vì có thể xem những cái đường chuyển.
giữa vườn của anh Thắng có một cây lộc vừng tự nhiên già đẹp. Và có hồ cá coi rất là tuyệt vời. À, rất là sung. Hội AMT có bạn Công là chuyên gia về hồ cá coi, cho nên anh em nào mà quý vị nào có nhu cầu về hồ cá coi thì liên hệ với Hoàng Đức Công. Còn anh Thắng thì nhà cung cấp thức ăn cho cá coi, nước trong veo tuyệt vời, rất là đẹp. Đấy, ở vườn anh Thắng có cả những phôi siêu mini, nuôi rất là tốt. Nhưng mà đặc sản của anh Thắng là trực, yêu thích rằng trực, cho nên anh tạo tác nhiều rằng trực. Còn rất là nhiều phôi nhưng mà mình chỉ quay đại diện một số phôi thôi. Còn xin giới thiệu đến quý vị cái không gian nhà anh Thắng rất là đẹp. Biệt thự, sân vườn rất tuyệt vời. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, nhiều năng lượng. Xin chào.